bắt hung thủ đâm người cùng khu trọ rồi cướp dây chuyền vàng bỏ trốn. Sau khi dùng dao đâm người cùng khu trọ, hung thủ cướp sợi dây chuyền rồi nhanh chóng bỏ trốn. Ngày 22 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Văn Trường, 19 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Tràng Bom về hành vi giết người, cướp tài sản. Trước đó, 17/7, công an xã Hồ Nai Ba, huyện Tràng Bom nhận được tin báo của người dân về việc chém nhau tại khu nhà trọ ở ấp Thành Hóa, xã Hồ Nai Ba, huyện Tràng Bom nên nhanh chóng xuống hiện trường và phối hợp người dân kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Quá trình điều tra xác định nạn nhân tên Quy, do có mâu thuẫn với Nguyễn Quốc Trường cùng sống tại khu nhà trọ trên nên người này dùng dao đâm vào vùng ngực và bụng, rồi giật sợi dây chuyền vàng trên cổ của nạn nhân bỏ trốn. Sau khi nắm bắt được thông tin, công an xã Hồ Nai Ba đã nhanh chóng tổ chức truy bắt Nguyễn Văn Trường. Đến chiều cùng ngày, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn, đồng thời thu giữ các tang vật liên quan và thu hồi tài sản cho người bị hại. Hiện công an huyện Tràng Bom đã bàn giao đối tượng cùng tang vật vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điều tra, xử lý theo quy định.